Chào cả nhà. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời yêu thương và trân trọng nhất nha. Hôm nay Tuấn đi ra đường Tuyên Quang, đây là đường thủ của Hưng nè bạn. Đó, chạy tới ngay ngã ba Tuyên Quang. Đó, thì có một cái hẻm nhỏ nhỏ ngay đường thủ của Hưng là 199/5. Bún bò Huế bố già. Đó. Thì hôm nay Tuấn sẽ review cho mọi xem món ăn vỉa hè bản xứ quê mình. Nghe nói chú ấy bán đầu cũng cỡ 18-20 năm gì đó bạn. Nấu rất là ngon mà rẻ nữa, giá bình dân luôn. Đó. Nước súp nghe nhiều người nói đồn là bạn biết là nấu là chuẩn luôn không? Đó, thì bây giờ mình sẽ tới xanh đỏ này bắt đầu qua một đoạn cỡ 10 mét nữa tới quán của chú ấy bạn. Rồi bây giờ mình tới nè bạn người nè. Có gì mọi người xem video ủng hộ cho kênh mình nha. Đó, trước kia bạn ơi. À, qua hẻm kia tới rồi, giờ mình tới rồi bạn. Đây vừa thấy không? Đây là bún bò Huế bố già nè mọi người. À, thì hôm nay Tuấn sẽ qua đây và review cho mọi người xem rồi. Đó, món ăn vỉa già, vỉa hè cũng thiết với mình nha mọi người. Bạn biết cái hẻm này là đi vô trong quán chú ấy bạn. Đó, vô trong đó là quán chú ấy nằm trong xe đó. Thì mình vô đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem nha. Hello, chào các nhà. Lời nói đầu tiên đây Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời yêu thương và trân trọng nhất nha. Hôm nay Tuấn qua bên bún bò Huế bố già. Thì nghe nói đây chú bán rất ngon mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay và review cho mọi người xem rồi những món ăn vỉa hè mà thiết kế mình nha. Đấy, ngon chưa? Trời ơi, quất đã chưa? Đấy, mọi người thấy không? Đấy, ngon không? Thì lời nói đầu tiên đây, Tuấn cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ chia like, chia sẻ cho mọi người nè. Ủng hộ cho bố ấy nha các bạn. Rồi, mọi người thấy đây bò là chú ấy làm, thấy rất tuyệt vời chưa? Mình bán sáng mấy giờ đến mấy giờ chú? Chú bán từ 6 giờ cho đến 10 giờ. À, 6 giờ đến 10 giờ, giờ này là cũng muốn hết luôn hả? Dạ. Đó, mọi người thấy không? Chú ấy bán là từ 6 giờ đến 10 giờ mà bắp bò mọi người thấy ngon không chưa? Chứ nói mà ăn hết cả miếng. mong mọi người xem video nhớ ủng hộ cho chú ấy nha các bạn. Thì mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình rồi. Cuộc sống ở đâu Phan Thiết quê mình. Bắp bò. Tháng 30 ngày có nghỉ ngày nào không chú à? Ngày mùng 1 là khách quán nghỉ một ngày thôi. À, một còn tháng là vẫn bán hết. Vậy à? Tháng là chỉ có nghỉ một ngày thôi. Ngày mùng 1 thôi. Mùng 1. Đó, thì các bạn biết chú ấy là một tháng 30 ngày chỉ nghỉ ngày mùng 1 thôi mọi người. À, còn những ngày thường là bán hết nha. Hôm nay mình sẽ ăn review cho mọi người xem là bún bò Huế chú Quách. Ngon chưa? Rồi, hết chú ơi. Xem là bún bò Huế 18 năm. À, đây là chú bán hồi xưa có bán đâu nữa không hay là bán đây không? Ở một chỗ này. À, ở đây một chỗ thôi. Đó, các bạn biết chú ấy bán là ở đây một chỗ bạn. Ở đây là một cái đường một cái hẻm nhỏ mọi người. Đây. Thì ở ngoài đường kia là mọi người biết là có cái bảng nhỏ nhỏ là bố già bạn. Bún bò Huế bố già là cái đó là ngoài đường đó là đường thủ của Hưng. Đó mà đường thủ của Hưng thì bạn chạy vô đây thì các bạn thấy 199/5. Đó thủ của Hưng bạn. Từ ngoài đường nó vô đây cỡ 15 mét thôi. Thì quán của chú ấy là không gian, mùi thấy không gian quán chú ấy không? Đó, chú qua cho người. Trời quá đẹp luôn, phong cảnh này rất là hữu tình luôn mọi người. Thì hôm nay Tuấn sẽ review cho mùi xem món ăn vỉa hè Phan Thiết với mình. 18 năm nè, đó. Ngon. Đó, ôi, quá chưa ăn mà mùi thấy cảm giác nè. Trời ơi, chú quýt. Ngon cho người nha. Đó, mọi người thấy không? Thì trong này mọi người biết cái xô chi quất nè mọi người. Đó, ngon chưa? Ôi, thịt là ăn chưa ăn mà nó thơm chảy miếng luôn mà. Đó, còn miếng huyết nè, ngon không? Đó, còn đây là bún bò thì mọi người biết bún bò Huế nè. Mọi người có một cách nấu hương vị khác nhau nha mọi người. Đây là mọi người biết là nạm nè bạn. Đó, miếng nạm ngon không? Nạm nè, còn ở đây là xí quất nãy chú ấy gỡ ra một tí nè. Đó, con huyết.
trong này có nạm với huyết rồi các bạn. Thì bánh phở ở đây là mọi người thấy có hành phi rồi, cộng bún thì mọi người biết rồi, bún bột quế thì cái cọng nhỏ nha ha. Ăn mà kèm với đây là có rau sống thì mọi người thấy có giá nè, giá rau muống, rồi đây rau răm hả. À, bên đây mình vô hơi bị trễ cho nên chú ấy cũng bán cũng xong ha. Thì sẵn đó mình hướng bút chốt, bạn hướng bút chốt thì mình hướng được cái cục chú quách nè, có quách đã chưa. Bây giờ không có gì hơn nha, mình sẽ xin phép mọi người mình ăn review cho mọi người xem nha. Mọi người nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn là yêu thương và trân trọng nhất nha. Hôm nay Tuấn ra đường Ú Hoa Hưng, hẻm 199 sạc 5 mọi người. Thì Tuấn sẽ review cho mọi người xem là bún bò quế bố già. Đó. Mình nghe tiếng chú ấy cũng đã lâu rồi mà. Sẵn dịp đây mình ghé đây mình sẽ ủng hộ cho chú ấy và mình review cho mọi người xem những món ăn vỉa hè không thiết quy bình mà. Đây mọi người thấy không? Bún bò quế khi vô đây đó, bạn biết là quán của chú ấy là cũng vừa tàn cuộc. Mình sẽ ủng hộ chú ấy, các bạn biết là mình dùng là bằng sao. Đó, đây là tô bún bò quế với chú Quách mọi người. Mọi người thấy thường mà ăn chót là thường thiếu chót là đắt là tuyệt vời đó mọi người thấy không? À, thì mình sẽ review cho mọi người xem tô bún bò quế. Đây chú Quách thì mình thấy chú Quách không? Còn những chú Quách này mọi người thấy mà cảm giác mà thấy đi bài bằng nói đúng không ơi. Cục chiếc quách này mọi người thấy mà nếu mà chiều mà nhớ chiều lấy luôn mọi người. Quách xá luôn. Đó thì là một cái bún bò quế, mọi người thấy không? Tô bún bò quế nè. Đó, ngon không? Thì đây trong này thì mình giới thiệu cho mọi người xem trong này là bún bò quế có huyết rồi mọi người. Đó, huyết nạm. Đây, nạm này phải ngon không? Rồi có đây có bún bò nè. Cô đó bắt chả nhưng các bạn ngon cô thương quá. Bây giờ mình mời cả nhà nha. Chuẩn bài luôn quá xá luôn mọi người. Giờ mình ăn mình sẽ đây kẹt với rau sống, mình thấy có rau sống giá nè với rau muống đồ kèm vô cho mọi người nha. Nói chung là mình ăn phở hay là ăn món phở mà một khoảng cái việc bạn ăn rau vô nó mát rồi đó, nó đỡ ngán rồi nữa. Kèm với rau răm rồi rau húng con quế, bạn thấy không, con quế không đó. Ăn phở bò hoặc là bún bò là bạn biết ăn cái con quế rồi là y rau răm đó. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem những món ăn vỉa hè của thiết quê mình rồi. Ở đây chú ấy bán được 18 năm rồi bạn. Đường Thủ Hưng 199 sạc 5 đường Thủ Hưng. Bạn biết từ ngày chơi đằng xanh đằng đỏ mà tuyên quang đó mà bạn biết không? Đó thì chạy tới cỡ 15 mét là tới có cái hẻm nhỏ nhỏ là ở ngoài có cái bảng là bún bò quế bố già. À, thì cái bảng đó mọi người biết chạy vô trong cái hẻm. Vô hẻm thì nằm ra cỡ 15 mét là cái quán của chú ấy bạn. Đó nhìn mọi người thấy không gian của quán chú ấy không? À, thì lời nói đầu tiên này Tuấn rất là cảm ơn mọi người qua xem video rồi nhớ chia sẻ cho mọi người rồi ủng hộ cho quán quế nha mọi người. Những ngày mệt mỏi chủ nhật rồi mình sẽ kết bạn dắt gia đình mình tới đây rồi ủng hộ cho chú ấy. Tháng 30 ngày là chú ấy chỉ có nghỉ là mùng 1 thôi. À, những ngày thường đang hết bạn ạ. Cho nên mọi người ngày chủ nhật rồi thứ bảy rồi các bạn dắt gia đình rồi tới đây rồi ủng hộ như mấy bạn rồi chứ các cô chú rồi ở gần xa rồi ví dụ như du lịch cần thiết không thì ghé coi như là 199 sạc 5 đường Thủ Hưng à, thì ủng hộ cho chú nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem mình những món ăn vỉa hè một chút với mình rồi. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem nè. Rồi mọi người thấy tôi đúng không, thịt quá trời luôn, nó nãy giờ mà các bạn biết không, hai cái miệng mình nó chảy nước miếng mọi người. Bây giờ cho xin phép mọi người nha. Giờ mời cả nhà. Trời ơi, bánh nướng bò bắp ngon quá thôi. Quá đã luôn. Ngon ngon. Cái này em ăn thấy được không? Y bài, nước này là y giờ chú. Quá tuyệt vời. Ngon quá.
Chú bán này tính là mười mấy năm luôn hả ha? À, mười mấy năm. Dạ. Biết chú ấy bán đây mười mấy năm mà trong một cái hẻm nhỏ nhỏ thôi, nhiều người chưa biết đến á, mọi người biết không? Chứ thật sự ra cái nước lèo của chú ấy nấu rất là ngon, ăn không có gì mà luôn. Mình khoái các bạn biết là đi ăn mà có củ quýt, mấy củ quýt nè, mình đi đường gần xa rồi mọi người ha, có củ quýt mình ăn chống bụi rồi. À, cho nên mọi người xem video nhớ xin like chia sẻ cho mọi người, ủng hộ cho quán chú ấy nha mọi người. 199/5 đường Thủ Của Hưng, ngay đằng xanh đỏ Tuyên Quang, bạn chạy tới có 15m có cái hẻm nhỏ nhỏ là ở ngoài có cái bảng nhỏ là bún bò Huế bố già đó, rất dễ kiếm mọi người, trời ngon á. Mọi người thấy tô chú Quách không? Tô này mọi người biết nha, nếu mà chiều nhớ thì chiều là y bài mọi người. Nhìn thấy tô chú Quách mà mình thấy hấp dẫn mọi người ơi, lạ quá. Cái nước lèo chú ấy bạn nấu rất là tuyệt vời luôn. À chà, quá ngon. Thì các bạn biết những món ăn vỉa hè của phía quê mình rất là đa dạng mọi người, với mỗi người cách nấu rồi có mọi hương vị cách nấu khác nhau nha mọi người. Có nhiều nấu, người nấu mặn, người nấu ngọt, người nấu lạc. Mà theo như bên đây mình tới quán chú ấy bạn, cái nước của chú ấy nấu nó rất là ngon, không có ngọt mà không có mặn mà rất là vừa luôn. Ở ngoài hẻm thì mọi người biết là có cái bảng nhỏ nhỏ, thì mọi người thấy có bảng nhỏ nhỏ là bún bò Huế bố già đó. Nhiều người ở đi không để ý cái bảng bạn, là mình không có để ý được là không thấy, nhưng cái bảng rất nhỏ, ngon quá. Cái nước lèo của chú ấy nấu rất là ngon rồi, mình ăn cảm giác nó đã rồi. Ngon quá tuyệt vời luôn. Đó, ngồi thấy không? Nước lèo mà ăn mà húp nữa. Nước lèo ngon quá, đúng là tuyệt vời. Nghe chú ấy, tên của chú ấy bán lâu rồi mà mình bên này mình ghé lại, thật sự là mình quá là, nếu mình biết là mình đi tới sớm hơn nữa mọi tí bằng. Giới thiệu cho mọi người xem đây cái chú Quách mùa này. Trời ơi, đáng chưa? Cảm ơn cả nhà nha. Ngon. Bạn biết cái chú Quách này mà mình không phải nói thật chứ. Nếu mà nhậu là y bài mùi. Trời ơi, nhìn vô cái tô chú Quách mà nhìn là biết. Chiều nhớ chiều luôn. Thịt nó mềm á, mềm. Ăn là mọi người biết là cái miếng thịt ở trong chú Quách ra bạn rất là gọn gàng mà ăn. Đó, ngon. Trời. Quách. Mọi người thấy tôi biết mà không? Mì huyết của chú ấy làm mà ăn nó rất thơm mà quá rõ luôn. Nó ngon như mình.
thì hôm nay không có giờ nha, mình tới đây mình quay và review cho mùi chim món ăn vỉa hè của tiếp tụi mình. Mong mà mùi chim video nhớ ủng hộ cho quán của chú ấy nha bạn. 199/5 đường Thủ Khoa Hưng. Đó. Rất là dễ kiếm mọi người, ngay đằng xanh đỏ tiên quang mà. Đó, thì bạn chạy tới đây cỡ 10 mét thôi là cái quán của chú ấy, là cái bản nhỏ nhỏ. Bún bò Huế bố già. Dễ kiếm mà. Sáng 30 ngày mọi người biết chú ấy chỉ có nghỉ một ngày một bộ thôi. Còn những ngày là bán hết rồi. Nên là một người mở ông thiết về mình là có thêm bùi díu á. Những ngày thứ bảy nhập rồi ủng hộ cho quán chú ấy nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mùi xem là những món ăn vỉa hè của thiết với mình. Nên là mọi người thấy nhiều lúc mình ăn mình cầm mình bóc về kêu mất vệ sinh không thông cảm nha. Đặt ăn món này mình cầm gặm nó mới đã là chú quách nè. Đó ha. Trời quá ngon mà. Quá đã. Ăn cầm người hảo ha. Ngon quá. Đó, mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem đây bạn. Cái món chú quách này chú ấy hầm bạn ạ, xương đồ nó cũng mềm rồi, thịt nó cũng mềm luôn, cầm mình găm là gặm là đá nữa. Đấy mình thấy không, cái cục chú quách bạn. Cái thịt mà chú ấy ninh nó bảo biết không, nó mềm luôn, ăn ngon. Cái xương nhiều lúc cái khúc này tỉ bạn, mình cảm thấy nó mềm bạn. Trời ơi, ngon á. Ngon. Chú quách bạn ăn cảm thấy nó mềm, thịt đổ đá. Đó, đẹp lắm. Mình không có giờ nha, cảm ơn mùi xem video nha mọi người. Nhất là coi như mọi người ủng hộ cho quán của anh nha bạn. Thì lời nói đầu tiên thì Tuấn rất là cảm ơn mọi người xem video ủng hộ cho quán chú ấy rồi. 199/5 đường Thủ Khoa Hưng. Bún bò Huế bố già. Mọi người chạy chỗ đường Tiên Quang thì mọi người thấy đèn xanh đỏ chạy cỡ 10 mét bạn. Là quán chủ ấy nằm à, nếu mình đi đường mà từ mà chỗ Lâm Kiều đi ra là quán chủ ấy nằm bên trái bạn. Còn nếu mình đi mà hướng bên chợ Phú Thủy mà chạy tới thì nằm bên phải. Rất là dễ kiếm mọi người. Chú quách ngon. Quá đỡ luôn. Đó. Cái này mà nó thật sự chứ mình không phải nói xạo với mọi người nha. Chứ mình nhớ chiều rồi. Ngồi đây mà nhậu ít bài. To như cái cục chú quách này mà bạn biết mà mình ăn á cũng có một người thấy không. Như là phí chứ thật là nhậu cái cục này là y luôn. Mình nhớ cách đây bao nhiêu năm về trước mình đi làm công ty với bạn. Đó, cái chiều nhớ chiều nhậu chú quýt rồi bạn. Quýt bò rầm rắm nè, rắm rác nữa. Tròn, ngon. Quá thơm.
nãy giờ bạn. Cái tay nó hơi dính đi nè, mình lao cơm miệng một tí nha. Trời ơi, ngon quá mùi hơn. Lâu lâu ăn tô bún bò Huế bạn biết không? Tô xíu quách rồi ăn tiếp qua luôn. À vậy bạn, mọi người biết không? Cái nước lèo của chú ấy nấu rất là thịt bơ mùi. Ăn đậm đà, ngon. Có một cảm giác mà nó đã rồi hả? Có mọi người biết cái mấy miếng huyết này là mình không bỏ được. Tại cái huyết này tôi làm ngon mà. Ăn rất thơm luôn. Chứ mọi người biết là cái huyết này là mình đi làm công ty rồi bụi bặm. Cho nên mình ăn cái miếng huyết này rất là tuyệt vời. Tốt cho nó sổ những cái lột chữa cháy trong ruột bạn. Là rất là tuyệt vời luôn. Đây bạn, còn miếng nữa mình hấp hết luôn. Thảo quá. Ngon quá. Mình không phải nói xào với mùi nha, thật sự ra cái nước lèo tụi bé nấu ngon quá mùi. Đó, cho nên mình cầm cái tô này lúc mùi xem video thông cảm thì kêu ông này không ham ăn, sợ ai ăn hết cũng cầm tô. Chứ thật ra biết không, cầm mình ăn nó dễ chứ hút nước ngon mà. Nước lèo ngon lắm. Nó rất ngon. Còn đảo á. Quá ngon không? Quá chà, quá ngon. Mùi thấy không? Cái nước lèo bằng cầm tôm dài bằng hút nó ra, cảm giác mình thấy nó chua, kiểu nấu được. Cho nên là nói đầu tiên thì Tuấn rất là cảm ơn mọi người nha. Xem mình déo rồi. Mong mọi ủng hộ cho quán của chú ấy các bạn. Bún bò Huế Bố Già 199 xẹt 5 đường thủ cô Hưng nha mọi người. Mọi người thấy đi nhiều lúc mình để ý cái bảng hơi nhỏ nhỏ các bạn. Nhưng mà nó nhỏ nhỏ mà có vỏ mọi người. Rồi hơn thì nó thật sự nè. Cái nước lèo như vậy là mình cảm thấy là có vỏ bạn. Trời quá ngon không? Hơi lùm rồi. Chứ không phải nói chứ thật sự nói xấu hổ chứ. Con heo mà nó biết nói, nó kêu ông mẹ ăn hết, nó không trả để cho tôi miếng nào. Nên mọi người thấy không? Thông cảm cho mọi người nha. Quá đã. Giờ nói chung là ăn xong rồi thì không có gì hơn nha. Tuấn cảm ơn mọi người qua xem video. Mong mọi người ủng hộ cho quán của chú ấy. Bún bò Huế Bố Già. Thì mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, cuộc sống mới ở Phan Thiết quê mình rồi. Những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình rồi mà. Đó, nhất là bên này cho mình làm 199 xẹt 5 đường thủ của Hân nè. Đó. Review cho mùi xem tô bún bò Huế Bố Già. Chú ấy bán được 18 năm mà mùi. Cho nên là không có gì hơn thì thôi bây giờ mình sẽ chúc phép mọi người và chốt mùi díu. Mùi hẹn mọi người một ngày mới và hẹn mùi díu mới nha. Rồi chúc phép mọi người nha mọi người. Rồi bye bye mọi người.